giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng vọt so với một số nước trên thế giới. Khách du lịch châu Á tới Việt Nam tăng trưởng mạnh trong 7 tháng qua. Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP được thành phố và các cấp ngành đẩy mạnh, tăng cường giải pháp thực hiện hiệu quả. Đó là những thông tin chính sẽ có trong chương trình 10 phút vàng hôm nay. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy, thời điểm hiện tại, giá gạo Việt Nam đang tăng so với giá gạo của các nước Thái Lan và Pakistan. Kết thúc tuần vừa qua, gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam đang được giao dịch ở mức 575 đô la Mỹ một tấn, cao hơn hàng cùng loại của Thái Lan và Pakistan. Tương tự, gạo 25% tấm của Việt Nam cũng tăng lên 539 đô la Mỹ một tấn. So với các quốc gia xuất khẩu gạo top đầu thế giới, gạo Việt Nam xuất khẩu đang có mức giá cao nhất. Thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 7 vừa qua, nước ta xuất khẩu hơn 751.000 tấn gạo, thu về gần 452 triệu đô la Mỹ. Với đà tăng nhập khẩu của các đối tác, xuất khẩu gạo của Việt Nam năm nay có thể cán mốc khoảng 8 triệu tấn, thu về hơn 5 tỷ đô la Mỹ, mức kỷ lục mới của ngành. Trong 7 tháng qua, Việt Nam nhập khẩu 91.637 chiếc ô tô nguyên chiếc các loại, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước và cao thứ hai so với cùng kỳ từ trước đến nay. Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan vừa công bố, trong tháng 7 năm 2024, lượng ô tô nhập khẩu đạt hơn 17.233 chiếc, tăng 8,5% so với tháng trước, tương ứng tăng 1.343 chiếc. Như vậy, lũy kế trong 7 tháng qua, Việt Nam nhập khẩu 91.637 chiếc ô tô nguyên chiếc các loại, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước và cao thứ hai so với cùng kỳ từ trước đến nay. Con số này chỉ xếp sau lượng nhập khẩu được ghi nhận vào 7 tháng của năm 2019. Tuy nhiên, trị giá nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tính đến hết tháng 7 lại chỉ tăng chưa đầy 1% so với 7 tháng năm 2023. Trong đó, lượng ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam đạt 7.601 chiếc, chiếm 80% tổng lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập về Việt Nam và tăng 17,2% tương ứng tăng 10.972 chiếc so với cùng kỳ năm 2023. Ô tô nguyên chiếc các loại nhập về Việt Nam trong 7 tháng chủ yếu xuất xứ từ Indonesia và Thái Lan, chiếm 79% tổng lượng nhập khẩu của cả nước. 7 tháng qua, với 10 triệu lượt khách quốc tế lựa chọn ghé thăm, trong đó có 76% tới từ châu Á, Việt Nam khẳng định vị thế là một điểm đến hấp dẫn trong khu vực. Việc ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, nâng cao chất lượng dịch vụ cùng với các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch tại nước ngoài đã khiến lượng khách du lịch đến Việt Nam tăng cao. Con số tăng trưởng ấn tượng thậm chí lên tới 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách từ châu Á đạt 7,6 triệu lượt, đứng đầu là Hàn Quốc và Trung Quốc. Vị trí địa lý gần, điều kiện tự nhiên tuyệt đẹp và có nhiều nét tương đồng với văn hóa là lý do khiến Việt Nam trở thành điểm đến ưa thích của các du khách tới từ các quốc gia này. Với hàng loạt hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch ở nhiều thị trường trọng điểm cùng với mùa cao điểm du lịch quốc tế sẽ đến trong những tháng cuối năm, ngành du lịch Việt Nam kỳ vọng sẽ hoàn thành tốt mục tiêu đón từ 17 đến 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Hải An tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025. Năm học 2023-2024, ngành giáo dục quận Hải An đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Quy mô giáo dục của quận tiếp tục ổn định phát triển, công tác quản lý giáo dục ngày càng chặt chẽ, các hoạt động được chỉ đạo sát sao, đạt hiệu quả tốt, chất lượng giáo dục toàn diện được khẳng định vững chắc, chất lượng thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập và trung học phổ thông chuyên Trần Phú tiếp tục ở vị trí top đầu thành phố. Năm học 2024-2025, giáo dục quận Hải An đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, xây dựng lớp học thông minh theo lộ trình. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương khen thưởng. Với mong muốn phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh để làm ra các sản phẩm nông nghiệp dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn. Thời gian qua, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP đã được thành phố, các cấp ngành đẩy mạnh, tăng cường giải pháp thực hiện. Tham gia vào chương trình, không ít đơn vị đã mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, đầu tư ứng dụng công nghệ, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường gắn với chuỗi giá trị. Gắn bó với đồng ruộng nhiều năm nhưng kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, gia đình bà Ngô Thị Nhâm, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy luôn ấp ủ ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương bằng những sản phẩm mang lợi thế tự nhiên của địa phương. Nhận thấy sen là loại dễ sống, giá trị sử dụng cao, gia đình bà Nhâm đã quyết định xây dựng mô hình trồng sen. Sau nhiều nỗ lực,
Đến nay, hai dòng sản phẩm tinh bột củ sen, trà tinh bột củ sen của gia đình bà đã được công nhận là sản phẩm OCOP đạt 3 sao, giúp nâng cao giá trị. Khi sản phẩm của tôi được nhà nước công nhận đánh giá OCOP 3 sao ấy, thì ra thị trường tới tay người tiêu dùng thì được người tiêu dùng ưa chuộng và họ biết đến đây là sản phẩm đã được nhà nước công nhận thì họ yên tâm dùng sản phẩm của nhà mình. Mô hình trồng sen của bà Nhâm phát triển ngày càng ổn định, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều lao động địa phương. Trong đó tạo việc làm ổn định cho 5 lao động thường xuyên và một số lao động thời vụ với mức lương từ 5 đến 7 triệu đồng một người một tháng, có nhiều tiềm năng nhân rộng. Từ những năm 2017 là một số hộ dân người ta đã trồng sen và cái giá trị của sản phẩm sen thời gian đấy cũng còn mới mẻ nên giá rất cao. Tính ra thu nhập thì nó ra giá trị cao, độc tính cổ nó cao hơn mấy cái lúa, đảm bảo là thu nhập cho người dân. Thực tế cho thấy, hơn 60,7% chủ thể OCOP đạt từ 3 sao trở lên, có doanh thu tăng bình quân 17,6% một năm. Giá bán các sản phẩm sau khi được chính thức công nhận OCOP tăng bình quân 12,2%. Tại Hải Phòng, kể từ khi chương trình được triển khai, đã có nhiều sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu ở các địa phương được chứng nhận, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho khu vực nông thôn. Tính đến nay, toàn thành phố có 213 sản phẩm OCOP đã được công nhận. Sau khi được công nhận, các đơn vị này đã có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể ngày một phát triển. Tại xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, từ những năm 2009-2010, nhiều diện tích trồng lúa năng suất thấp được người dân chuyển sang trồng cây na bở. Hiệu quả kinh tế từ cây na bở đem lại là minh chứng cho nỗ lực vượt khó, vươn lên làm giàu của người dân trên mảnh đất quê hương. Từ năm 2009, anh Nguyễn Minh Tuyến ở thôn 8, xã Liên Khê là một trong hàng trăm hộ dân trên địa bàn đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích cấy lúa năng suất thấp sang trồng cây na bở. Hơn 10 năm trồng loại cây này, hiện nay quy mô vườn của gia đình với hơn 200 gốc na cho hiệu quả kinh tế cao. Đạt được thành quả trên, bên cạnh kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, anh còn được sự hỗ trợ rất lớn từ chính quyền địa phương và các ngành, đơn vị liên quan. Vừa kinh nghiệm của mình, bản thân mình, lại vừa được những buổi hội thảo trao đổi những khoa học kỹ thuật. Thứ nhất về cái cách chăm sóc cây này, cắt tỉa làm sao này, để nó thông thoáng này, tạo được cái ánh sáng này, cho được những trái na nó rất là đẹp và ngon. Chứ bà con trước kia làm trồng na theo cái kiểu truyền thống ấy, là tự phát, làm có giờ được cắt tỉa được đẹp đẽ đâu, thế quả na nó có đạt được biểu đâu. Với đặc điểm quả to, da bóng, có mùi thơm khi chín, nhất là vị ngọt thanh mát đã làm nên thương hiệu đặc biệt của quả na bở Liên Khê. Hiện nay, tổng diện tích na bở trên địa bàn xã Liên Khê hơn 100 hectare, trong đó có 30 hectare được trồng theo mô hình Việt Gáp. Từ năm 2021, na Liên Khê được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Trung bình 1 hectare cây na bở cho thu nhập từ 450 đến 500 triệu đồng. Không chỉ được người dân thành phố ưa chuộng, na Liên Khê được người dân ở nhiều địa phương trên cả nước tin dùng. Sản phẩm làm ra không đủ cung cấp cho thị trường. Thực hiện kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban Ban an toàn giao thông thành phố tại hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, huyện An Lão đã kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 10, đoạn chạy qua địa bàn, trong đó tập trung di chuyển các xưởng sản xuất, chế tác lăng mộ bằng đá vào sâu 15 mét tính từ mép đường theo đúng quy định. Tuyến quốc lộ 10, đoạn qua huyện An Lão có chiều dài 9 km, chạy qua địa bàn các xã Trường Thành, An Tiến, Quốc Tuấn, Quang Hưng, Quang Trung và thị trấn An Lão. Trong đó, các xưởng sản xuất, chế tác lăng mộ bằng đá tập trung trên địa bàn hai xã An Tiến và Trường Thành với gần 50 cơ sở. Tháng 4 năm 2024, Ủy ban dân huyện An Lão đã ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, di rời các xưởng sản xuất, chế tác lăng mộ bằng đá vào sâu từ 9 đến 15 mét. Chúng tôi đã thành lập ban ngành đoàn thể và đi vận động tuyên truyền cho các hộ dân, tạo đồng điều kiện cho người dân sản xuất nhưng mà phải đảm bảo về công tác an toàn giao thông. Thì trong thời gian qua thì chúng tôi thực hiện rất là nghiêm về vấn đề là các hộ dân không được lấn chiếm hành lang giao thông. Và đến giờ thì cơ bản người dân đã chấp hành tốt và đã đồng thuận ủng hộ rất cao. Sau một thời gian, hiện có một số cơ sở chế tác lăng mộ bằng đá đã tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để làm nơi sản xuất kinh doanh, tập trung chủ yếu trên địa bàn xã An Tiến. Vì vậy, Ủy ban dân huyện An Lão đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm, kiên quyết di rời các cơ sở này vào sâu 15 mét tính từ mép đường vào. Đối với các hộ sản xuất lăng mộ đá, theo chỉ đạo của thành phố là phải vào từ mép đường vào thấp nhất phải đủ 15 mét. Cái vận động tuyên truyền thì một số hộ
còn cái thái độ không được hợp tác tốt, vừa qua lại tái lên chiếm lại. Tuy nhiên là cái việc này đối với chính quyền địa phương là cũng sẽ quyết tâm sẽ thực hiện nghiêm túc cái chỉ đạo của thành phố. Đối với các cơ sở sản xuất chế tác lăng mộ đá cố tình không chấp hành, Ủy ban dân huyện An Lão sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của người dân sinh sống dọc tuyến, thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, giải quyết, xử lý dứt điểm các điểm đen về giao thông, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 10. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình 10 phút vàng ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.